Chào mừng anh em ha. Mình hôm nay đi tập tập xe cho hai con chim của mình ha. Một trống và một mái. Chim sâu vàng, chim hít cô các bạn. Thì quá trình mình đi tập thì mình không có đem gì hết. Rồi, mình chuẩn bị đi thôi.
Bữa nào vợt để loại em vợt chơi. Đậu đỏ bích cô rồi đó. À. Thank you.
Mỹ hả? Mình về tới nhà anh, mình đi tập xe máy đó, luôn tiện mình mua thức ăn cho chim ăn luôn các bạn. Không, trước tiên là mình tập xe máy xong cái mình đi mua thức ăn luôn. Rồi, video mình ở đến đây xin tạm dừng. Mến chào mọi người và chúc theo dõi video được vui vẻ và thư giãn.